Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Day Gaming. Thì hôm nay mình sẽ lại tiếp với tựa game Red Dead Redemption 2 này ha. Lúc nãy mạng nó bị lỗi các bạn, cho nên là mình không có like được. Nói chung là nó lâu, mạng nó bị lút rõ ràng. Trước cái lúc like mình đã test rồi thì mình thấy nó đều ok, xong rồi được một đoạn thì nó bị giật mạng, sau đó cái nó đỏ lè luôn, nó không có like được, nó không có đủ đường truyền để nó like á các bạn. Thì bây giờ mình mới vừa reset mạng xong. Bạn nào mà từng xài Viettel thì các bạn biết là khi mà các bạn rút điện ra reset cái cục modem thì nó sẽ có mạng rất là lâu luôn. Cũng không biết nữa đáng lẽ thôi. Thì đôi khi, nhưng mà sau mỗi lần săn tới con ngựa trắng là nó bị nhiều cái quá ta. Biết các bạn xem có bị giật không? Các bạn xem có bị giật không? Không biết là bên live nó có giật hay không ha. Tại vì mình không có nhìn được cái màn hình ở bên kia. Chắc ổn. Thì cái vụ mạng này nói chung là nó cũng hay bị lắm. Hồi trước anh tính gộp hai cái đường mạng nhưng mà không có được. Với lại dưới này nó cũng không có đăng ký được cái kiểu mạng kia, cho nên là không có gộp được cái đó. Cho nên là chỉ có đúc một cái live mạng của Viettel thôi. Lâu nó giở trứng thì nó như vậy á. Hơi giật hả? Giật đúng không? Giật kiểu này là do game á. Rồi bây giờ mạng thì nó ổn rồi, chỉ có hơi giật cái kia thôi đúng không? Sao ở là săn cái con ngựa trắng này nó khó ha. Mình đang làm tới cái này. Hello, các bạn nghe mình nói không? Hello, hello. Đang load game, nó out ra vô lại thì nó lại load không được Rockstar. Viettel nó bị kỵ với Rockstar các bạn. Có một cái đợt mình like GTA 5 với lại mình chơi GTA 5 online là lúc nào cũng phải dùng qua một cái DNS ảo á, thì nó mới load được. Con ngựa trắng nó bị sao á. Đó, thì bạn nào hỏi bản Việt hóa thì bản Việt hóa mình dùng của team The Red Team. Việt hóa này miễn phí hoàn toàn ha. Nãy giờ mình tắt mic thôi chứ nó đâu có gì đâu. Vô game lại thôi. Lát không hơi lâu. Không, giờ cũng chả có game gì chơi chứ. Bây giờ team mình đi quýnh đấu trường chân lý rồi. Anh đi chơi Red Dead Online. Không, anh không có chơi Red Dead Online. Tại vì chưa có chơi sống này, chưa quen với game nữa. Cho nên chưa có chơi với đây. Anh đang cài Việt hóa. Chào mừng bạn Trần Minh Hải đến với NĐ Fan Club ha. Ừ, con ngựa nó có ma thuật rồi. Hôm qua bị EMB, hôm nay thì dính mạng. Không, nhưng mà bạn nào xài Viettel thì các bạn hay bị, mình hay bị nhiều lắm luôn. Là load vô Rockstar nó không có load được. Ê, ê, này con chó của mình nè các bạn. Ủa, 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 con này con ký nè. Nè, con chó chăn cừu út nè. Con mà mình nói với các bạn là hôm bữa mình, hồi sáng này, hồi 4-5 giờ sáng này mình tìm được con chó này ở cái chỗ kia, xong rồi mình trộm nó luôn. Nè, con chó chăn cừu út của mình nè. Ủa sao tự nhiên nó lại có lại, lúc nãy nó lại không có ha. Kỳ lạ thật đấy. Rồi, chắc ổn hơn rồi đó. Cũng gần với lại chỗ cái hồ Isabella này rồi. Đi tiếp các bạn. Ê, con chó nó sủa kìa. Mình nói các bạn mình có con chó mà, nhưng mà tự nhiên hồi nãy nó lại không có, xong bây giờ nó lại có. Kỳ lạ thật. Rồi bây giờ không biết game nó có giật hay không nha. Thay quần áo chám. Đồ dùng ngựa. Tại súng mùa đông. Rồi, để mình sell lại cái đã. Đó, trang phục này là chuyên để đi tuyết nha các bạn. Tại vì khu này tuyết nó lạnh lắm. Lạnh cái nhân vật của mình. Tại vì chó trong này mình chưa có biết chỗ mua. Các bạn chó trong này là các bạn sẽ lợi. Các bạn lợi lợi gần không có giật đâu các bạn. Khi mà các bạn lợi gần con chó đó, các bạn đầu tiên là các bạn sẽ khen nó trước. Các bạn nói này kia, các bạn khen nó trước. Sau đó thì nó sẽ kiểu mình lợi mình vuốt ve nó.
thuốc xong rồi là mình nó có một cái bấm gọi là bấm trộm chó, bấm trộm luôn đi luôn. Quay 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 con gì đây đây con gì đây con gì đây con gì đây con gì đây. Gấu rồi các bạn. Từ từ có gấu với có sói, nó gấu đang cắn với sói, sói xám. Sói xám, còn con này là con gấu. Con gấu rồi à. Ghê. Không giật đúng không? Không giật. Bạn nào mà bị giật các bạn nếu mà xem điện thoại các bạn tắt đi mở lại ha. Còn bạn nào mà xem trên máy tính thì các bạn em nằm lại giúp mình xem. Hôm bữa đâu có con gấu này đâu mà nay có con gấu này ha. Lấy đồ múc nó đi chứ làm gì giờ để nó mất công rồi nó không. Mình dùng cây shotgun hay nồng. Con này cây này mình mới vừa độ nồng lên các bạn. Cúc cu. Ok. Hên là con ngựa này nó không chạy á. Quỷ lưu nữa lâu nó thấy nó nhát như quỷ vậy á. Lột da. Gấu này chửi mình lột da mình lấy da vui thôi. Nếu mà da kém quá mình bỏ. Chứ là mình khi mình thịt con gấu này á thì nó sẽ có đồ ăn cho mình cũng như là nó sẽ đỡ nguy hiểm là đang meo meo ngựa trắng mà con gấu nó lên thịt thì cũng vậy. Nhưng mà hồi nãy mình không có lại gần con ngựa nó không hiện thị con chó luôn, nó không có báo là con chó nó ở đó luôn. Rồi, da gấu này kém hả? Thôi bỏ đi. Có thịt thú được rồi. Thú với móng vuốt được rồi. Các bạn đi lột da của mấy con này nè các bạn. Xác chết. Ôi con này nó chết nó héo queo cái xác luôn rồi. Này chó mình nó đang trên kia. Rồi bây giờ đi tìm con ngựa ha. Mình đang ở cái hồ nhỏ thôi các bạn, hồ bự là trên kia kìa. Hồ Isabella mới đúng. Không có giật lát đúng không? Nếu nào có các bạn báo mình nha. Hello bấm chữ H huyết sáo để con chó nó đi theo chứ lâu lâu nó đi lạc các bạn. Mà lúc nãy á, cái lúc nãy mình loot nó, lúc mà mình vô game thì nó lại không có con chó, bây giờ nó lại có con chó. À, hôm nào mình dắt các bạn đi vô rạp phim coi phim thử trong này xem như thế nào ha. Con chó này nó được tiện là nó đi săn, nó rình mồi cho mình này, cái ý cái mấy con thỏ kìa. Đây đây. Chỗ quen thuộc hôm qua đây. Bây giờ mà gặp thêm con ngựa EMP nữa thì thôi luôn. Không bao giờ đi săn nó nữa luôn. Đôi lúc nó kỳ lắm các bạn, đôi lúc nó bị kiểu mình trước khi like là mình setup mình test hết trơn rồi mình mới like chứ không rồi mình ít khi nào mình bấm like liền lắm, tại vì lâu lâu nó hay bị này kia. Nên là mình đã test rồi. Lúc rõ ràng lúc đầu nó rất là xanh, lúc sau nó đỏ lè, đỏ lờm luôn, cái mạng nó không có đủ mạng để nó truyền lên á. YouTube nó báo là không có đủ mạng. Cũng hôm qua mình cứu ông kia nè. Quên mất. Shotgun của mình đâu rồi? Từ từ mấy. Trời ơi. Con ngáo này thiệt chứ. Quên mất cái vụ sói này. Trời đất ơi, à, quên mất cái vụ này. Vụ cứu ông kia nè. Cạp muốn đi luôn vậy. Rớt bà cái nón luôn. Chỉ là mình lấy này, mình lấy tim sói, mình lấy địch này kia. Quên mất vụ ơi, các bạn nhìn trên lưng mình nó có cái vết cào con sói kìa. Ái chà. Nón của tôi. Đôi khi con chó nó nằm ở trên con ngựa các bạn, nếu mà có con chó thì các bạn sẽ gọi con chó từ con ngựa ra được. Này nè các bạn, gọi chó Ki nè. Đó, mình nói các bạn mình đặt có một con chó mình đặt tên là Ki mà nè con chó nè. Tại vì game này con chó nó không thể nào theo mình kịp hết trơn á. Mấy con sói này bắn nó đau lắm. Trang phục tùy chỉnh. Ok, rồi đi. Đấy, con Ki của mình nè. Cứu quên vụ cứu ông già đó nữa. Đúng là phải mua cây sọc kinh ngon ngon mới được. Tại mấy con sói nạp cạc này mình phải bắn nó sọc kinh nó mới chết. Mà đôi lúc bắn nó không chết. Ê, tới nè. Đúng rồi. Tới nè, tới nè.
Khác cái là mình đi đường vòng thôi, đi đường vòng chứ. Đây, hôm qua là mình me được một con gấu ở đây. Hôm qua là mình chưa biết cái vụ là mình tới mình múc nó luôn. Con ngựa nó có đây không nha? Gì đây? À, mình tưởng cái gì nó ghim lên trên cái chỗ tuyết này chứ. Đúng rồi, động vật có chất lượng da kém là do anh bắn trúng người đó đó. Nhưng mà anh cố tình bắn thì anh đâu cần đi săn đâu. Nếu mà con ngựa mình nhảy xuống đây sao ta? Mình có đăng xuất khỏi thế giới không? Kỳ đi đâu nữa rồi? Kỳ nó tuốt dưới kia rồi. Để mình đi tìm con gấu nha. Tuyết nó nhiều quá các bạn ơi, tuyết nó dày quá. Đúng rồi, ngựa đi upgrade được. Mình phải theo dấu của cái con. Đầu tiên là mình có cái dấu con gấu huyền thoại trước. Đây, lãnh thổ của động vật huyền thoại nè. Giờ mình đi tìm manh mối trước. Đây. Để đi kiếm đồ hồi Dead Eye đã một hồi mất công. Thực phẩm, thuốc lá cao cấp. À, lỗi Dead Eye mình đang cần dùng. Chỗ này hút thuốc được. Ê, đừng có sổ con kỳ. Sổ con gấu nó táp hai thằng luôn á. Người mình đi cả nhắc cả nhắc hết à. Cái mùa nó dắt ngược nó biết sao hả? Ok. Mình muốn cho các bạn xem cái độ trượt của cái băng nó như thế nào. Đây, ship này các bạn, ship gấu nè. Rồi, hít một phát cho nó tỉnh các bạn. À, bão tuyết nó qua rồi nè. Bên kia đúng không? Ngựa trắng à. Ngựa trắng ơi, mình muốn làm nhiệm vụ á nhưng mà phải đi lấy ngựa trắng. Okay. Where are... Rồi, cuối cùng là nó dắt xuống dưới này. Đây, nó đây, nó. Bò rừng trắng huyền thoại. Theo như bạn Darknet nói cho mình là những con huyền thoại này các bạn bắn thoải mái, nó không bị gì đâu, cho nên là múc thôi. Hôm qua mình không biết. Phải lấy ngựa ra múc mới được. Tại lỡ nó chạy đi thì còn dí theo kịp. Giờ mà nó trong đống tuyết này nó ào ra thì thôi luôn á. Rồi, đi con bò rồi. À, cái dây nó mắc vô cái chân. Nhân vật mà nó đang bị thương các bạn. Do lúc nãy bị mấy con sói nó cào á. Ôi, nó trượt đó kìa. Bây giờ mần thịt con này trên nước được không? Không được. Phải đẩy nó lên bờ hả ta? Đi lên bờ, đi. Cho lên bờ đi. À khoan, mình lấy cái dây mình cột được mà ha. Trời ơi. Ủa mà xác chết rồi sao? Rồi, kéo lên. Đấy. Đi ra kia. Đúng rồi, đi ra. Rồi, ok. Cái khó này mình... lột da được chưa? Nó hơi bị... nó trượt quá các bạn. À, ok, lột da được rồi. Ủa, con bò hả? Ai nhầm. Đấy. Sừng bò rừng huyền thoại với lại da bò trắng huyền thoại, thịt bò cao cấp.
Thì game này là game dạng sinh tồn với lại động vật nhiều mà các bạn. Thì nó phải có mấy cái đó thôi. Muốn hay không muốn thì mình cũng phải thịt nó thôi. Ok, bây giờ đi tìm ngựa trắng. Thịt được xong con này rồi. Hôm qua, bữa lai hôm qua thì mình bị bỏ mất con này. Rồi. Con ngựa nó nằm đâu ta? Bão tuyết lên này. Đi chậm thôi ha. Hello bạn Tài Hồ. Hello các bạn. Cái live trước nó bị lỗi cho nên nó xóa mất tiêu rồi. Ok em, cảm ơn Robonoble. Rồi, cá sấu từ từ, tại vì có nhiều bạn kêu đi đi câu với đi cá sấu rồi từ từ nhiệm vụ nó sẽ dắt các bạn đi hết à. Cái này chơi đã. Chơi mà mình ghiền luôn á. Chỉ có cái là mình chơi mình hơi lơ tơ một xíu thôi, mình chưa mây mù. Người chạy vô cục ngã, vô cục đá ngã chết mất da bò. Đừng đừng nói gì. Ba cái lớp mình thấy nguyên một con ngựa luôn. Xong cái này nguyên ấy cừu núi sừng to. Cừu sừng lớn. Đi chậm thôi nha. Anh có haki quan sát. Cái này nó cũng không có dùng được trong cái trường hợp này nữa rồi. Thế nào? Ra đi nào. Lại cắm trại ngủ đêm đó các bạn. Giờ này tối rồi. Tối xuống là nó càng có nhiều với cái lớp xương này. Ê, xóa 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 xóa. Tới công chuyện rồi. Tới công chuyện rồi. Chạy. Tới công chuyện rồi, đông quá. Anh em nó đông quá. Một bầy luôn các bạn. Súng skin bắn gặp mà tụi sói nạp cạc thì bắn không có thấm đâu. Mình nghĩ là mình chui vô cái hang này mình làm giấc. Ồ may quá đây có cái xe. Ui. Wow. Có gì đây đây? Mình có một cái xác chết khô ở đây luôn rồi các bạn. Xin phép anh cho tôi lục cái rương này nha, xem nó có gì không. Chưa lục thử thì không có gì đâu. Gỗ hóa đá coban với được sắp tiền 20 đô hết rồi. Đóng lại đi. Đi nghỉ nhanh trai. Tại vì tôi cũng không có cố tình tôi lỡ đi lạc ở đây thôi. Chỗ này nó khá là hợp lý để tôi dựng trại đêm nay. Rồi. Vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Rồi. Còn con kia của mình á, nó đang ở gần cho nên là không sao đó các bạn. Giờ mình sẽ dựng một cái lý lửa trại ở đây ngủ. Ủa? Tôi chưa vô hang mà. Chưa bán vàng. Dạ hết hồn. Ngủ. Ngủ tới sáng 12 giờ hả? Đêm. Giờ này ơi, ngủ tới đêm đi. Gọi theo cái từ nó đi. Cảm ơn bạn nào mới donate cho mình nha. Mình mới đang nhìn đây họ không có để ý kịp. Dựng trại mà anh bấm dựng trại nó nhảy ra đây nó không chui vô chổng. Ngủ tiếp đi. Ngủ tới sáng. Rồi. Ngủ 12 tiếng. Anh sẽ là cái xác khô thứ hai. Hả? Sao có được em? Trời, anh có đồ nghề đầy đủ ở đây. Rồi, giờ mình ra mình nướng đồ ăn. Mình còn đây, nướng 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 nướng. À, con kia nè. Con chó mình đặt tên là Kia nha các bạn. Ăn con kia. Cái này nó không có cho kiểu mình cụ thể là mình cưng con chó của mình được ha. Có ngựa cho ăn thì được mà mình thấy con kia nó con chó nó không cho ăn được. Ăn thì tại vì mình đang ốm đó các bạn, mình đang thiếu cân. Ăn cho nó vừa vừa rồi nấu tiếp đi. Ê con kia nó ấy. Các bạn
Bà nội cha tao đang nấu nướng ở đây mà đứng đó mày ị. Rồi mày còn không biết lắp lại nữa mày. Trời đất ơi. Chắc vậy quá. Cất vô, nướng sẵn rồi các bạn, đồ nướng sẵn rồi vẫn ăn được. Rồi, nấu tiếp. Nó không cho con kia ăn được. Hả xương nè, tìm chứ, để nấu nướng ăn uống xong là tại vì phải cho ăn uống ngủ nghỉ, nhân vật phải ăn uống ngủ nghỉ mới mới được. Rồi được rồi đó. Này là mình đánh nhiều đồ ăn như vậy. Thì chứ không lẽ tụi mình bê nguyên con kia vô đây mình giặt lông nó, mình thảy cho nó lửa luôn, hơi ác quá. Ăn miếng đi, ngon quá. Rồi được rồi. Ngay chỗ mà mình đang nấu nướng nó đậu ngay, nó dừng ngay đó, nó thả béo nha. Mọi người mình đang bị hoảng nè các bạn. Tiền đâu mà muốn, đâu đủ tiền đâu mà muốn. Để đi mai mốt hên thì tìm được, còn không tìm được thì thôi. Game này thì nó hơi chậm vậy đó. Game này bạn nào mà quen với cái nhịp game nhanh này nó khó lắm, nó tốn nhiều thời gian lắm. Đôi khi mình phải đi giúp mấy người dọc đường này kia, ví dụ như các bạn đi làm nhiệm vụ các bạn cũng phải tốn thêm mười mấy phút đồng hồ. Nghe nó nói chuyện, rồi lâu dọc đường có mấy người đi nhờ, đi ké. Bị ngựa đè, ngựa chết, ngựa lăn ra ngẫm. Thôi giờ hết tiền ngựa em đi về. Chừng nào có video tuần biên giới chắc cả mai, mai hoặc mốt gì đó. Ơi gì đây, với thầy vậy? Ok đi thôi đi, hai ông nó làm gì các bạn, nó đào cái gì các bạn, mờ ám lắm. Là mình đi ngang mình thấy không nghe ông chứ thầy. Cái sắt các bạn à, đúng không, đập cái gì á, lên cao mình nhìn xuống. Cái sắt. Hai này có giờ không quýnh lộn nhau nè. Này này nè. Bổ đầu nhau là xong mình xuống mình húp. Ê, muốn nhau đi mấy anh. Còn cái bút tán đầu kia. Trời ơi, sao không như tôi nghĩ. Ủa, nó ra rồi kìa. U. Nó coi cũng thú vị. Thợ mỏ nhưng mà cầm búa dở thế. Xong rồi hả? À, có người đi ngang nó giả bộ đứng lên. Ngựa... Này, ngựa thường thôi. Vô cướp luôn hả? Cướp là phải múc nó nữa. Mình giờ này các bạn biết rồi đó, mình làm người lương thiện mà mình đâu có... Đâu có muốn làm người ác đâu à. Tôi đi ngang đây nha mấy anh. Đợi cho ông mở xong mình lên lấy. Ngon các bạn. Lấy chi cho sớm. $25 đồ đấy. Thơm thế còn gì. Nhẫn cưới vàng. Đây. Ờ ha, quên lấy dao phi ha. Cái này mình sẽ tập. Ủa. Ủa sao thằng này nó có 20 mấy sen vậy. Rồi này mình thấy ông kia cũng đưa cho thằng này một cọc tiền mà. Oh. Đưa nguyên một cọc tiền luôn các bạn. Mà có nhiêu đây à. Ông này thì được 25 đô. Ông kia không được nhiêu tiền chân á. Rồi đi. Mà tự nhiên đi ngang được 25 đô ngon thế. Ok, để mốt mình chú ý tới cái việc phi dao. Cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây. Người này dễ bị hoảng quá à. Nó đi, nó đang đi, nó thấy cái kia nó cũng bị hoảng nữa các bạn. Cái ăn mới của mình. Trời, nó hoảng rồi các bạn coi kìa. Có đang có người vượt theo nó hay gì á. Thuốc tăng máu, hồi phục ngựa.
Cho nên cà rốt đi. Rồi trước mặt mình có nhiệm vụ. À đây đây đây, săn tiền thưởng, săn tiền thưởng. Mình đang đi tới cái chỗ săn tiền thưởng. Săn cái này là mình đang đi truy tìm một cái con mẹ sát nhân nha các bạn. Ai đây? Như này mình tới mình xô được á. Em này nó làm nhiều cái nó được lắm. Để cái đường mòn này xuống cái nè. Một cái không có gì cho nó lấy cho là nó chỉ có tiền thôi à. Thay vì xử hàng kia rồi mình đi mở két thì mình cho hai kia mở xong mình xử hàng kia mình lấy tiền. Rồi tới đây là bây giờ mình tìm con nhỏ Ellie Aneswan và bắt sống ha các bạn. Đây có cái gì như là cái hang ha. Không có ở đây. Đi dầm xuống dưới. Tại vì trên này là lúc nãy chỗ mình đi trên này đi ngang chỗ ông già không có rồi nè. Trên này thì nói chung là nó khu vực đó thì mình đi vòng mình tìm thôi. Mà dưới này nghe cái suối mà ta. Ê, đây có cái, ê đây có ngựa nữa các bạn. À, đây 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 đây. Cái hồn má. Khứa đép kìa. Có người, có người, có người. Rồi, đúng rồi. Người yêu. Anh đọc trên báo. Sao? Người ta nói rằng em là quá phụ đen. Nghĩa là sao đây? Đâu phải người đó. Điều đó nghĩa là em giết người tình của mình. Đọc mấy cái điều bố bận lấy đâu thấy. Anh chính là người yêu của em. Đến đây với em, đến đây. Đến đây với em nè. Trượt, 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 trượt. William phải người tình của em, hắn chỉ là một gã côn đồ được chưa nào. Ok, rồi mình thấy ông này không, mình không thấy bà kia ta. Anh đợi gì, đến đây và âu yếm em. Cứ vô đi. À, thấy rồi kìa. Oh. Hello mấy đứa, bắt sống đúng không? Anh phải để em đi với anh bạn này thôi. Oh. Mày có ý đồ. Ôi, tính ra là thằng này là người tình của nhỏ này. Mà lúc mà mình tới á các bạn. Lại đây, ta kéo chân mình đi. Lúc mà mình tới á là nhà này nó kêu là mình xử mình đi, cái thằng kia nó xử mình đi. Nhưng mà thằng kia nó kêu là xin lỗi em nhưng mà anh phải để cho em đi với cái thằng này thôi. Mà nhà này rút dao đâm mày chết luôn. Vãi. Vãi cái người tình. Trời ơi, ăn chén dĩa để đây này các bạn. Mày thấy mày dạy gái chưa con? Mày thấy mày sim chưa con? Lục coi trong người mày có gì không? Một đô mấy à? Nghèo dữ vậy? Rượu Kentucky. Hết rồi. Cái gì nữa đâu? Thôi đi. Chắc cái này lên. Con ngựa nó còn tới, nó còn... Oh. Ủa chắc lên được không? Oh. À, không chịu. Bây giờ vậy nè, bây giờ mình đi tìm một con ngựa khác đi. Xong mình ship hai đứa lại nhau. Chứ cái da bò này cũng bán cũng được bộn tiền phết. Nãy mình thấy có một con ngựa ở đây. À đây đây, con ngựa đây rồi. Này, không đứng sau lưng nữa nha. Biết sao đuôi, sao chừng nó đạp cho chết. Rồi đi về. Hết hồn. Thằng quý này. Donate tiếp đi em. Anh hết hồn nhưng mà anh thích. Em cứ donate tiếp đi em. Giờ mình đi về sở cảnh sát ở đây nè. Không lấy về kéo bà chết á. Hình như là anh phải đi con ngựa chất cái bà này lên nó mới chịu. Con ngựa của mình thì mình đi mình đây mình thay thế nè. Chắc con mẹ này lên ngựa kia nó mới có cái đường dẫn. Trời đất ơi. Nó gì kéo bà đi bà chết không?
Chết không các bạn, đi dọc đường đi đi bên này đi bên kia đi tùm lum hết trơn á. Mình sợ bà chết đó chứ. You got a ride ahead of you. Về. Oh. Đi đường bên này, ở bên này gần hơn nè. Oh dear. Cái đường này nó chỉ thôi đi dưới này, đi dưới này, đi dưới này, đi dưới này. It's a horrible blur. I see blood. There's blood everywhere. It won't come out. I'm not like that. I'm a good girl. Tao tin mày là gái ngoan, ok ok. Mày ngoan lắm. Đúng rồi, tao tin mà, tao tin mà. Tao làm gì đâu, cầm cái dao xiên cổ thằng bồ đó chứ đâu gì đâu. Nghiệp hai đứa chưa được âu yếm nhau nữa ha. Nó không chết rồi chỉ chạy sướng thôi. Anh sợ lắm. Tại anh chưa thử bao giờ. Không mà nó ngẫm thiệt á, tại vì đi dọc đường nó bị các bạn kiểu cái dây mà các bạn nó giật tùm lum tùm la cho nó đi luôn á. Con nhóc này bị đa nhân cách đó ta. Nó kêu là ở con ngựa này chạy một xíu là nó mệt rồi các bạn. Ngựa mình đâu rồi? Con này ngựa này ngựa mình nó đang đây đang lên. You're such a strong man. So tough and burly. Maybe if I had a strong man like you. À nó kêu là nếu mà nó có người đàn ông mạnh khỏe như mình bên cạnh thì không có bị khốn khổ tới vậy đâu. Đi đi ngựa ơi, đi Lulu ơi. Người Lulu đang chứa đồ có giá trị. Con nhà này nó kêu nó là một cô gái ngoan nhưng mà lúc nãy nói chung là con nhà này mình nghi nó bị đa nhân cách các bạn. Không cho nó nói đi. Đó các bạn. Mày. Lúc nãy là nó nói theo kiểu dạng anh em nhẹ nhẹ nhàng, xong bây giờ nó kêu tao hận mày. Giọng nghe khác hẳn luôn các bạn. Không mà tụi mình muốn cho nó nghe để xem coi nó nói cái gì. Đánh nó thì cho nó không nói chuyện nữa thôi. Như ông hôm bữa vậy. Ngồi đi một hồi nó đuối quá các bạn. Đúng là ngựa cỏ. Cứ xa ngựa mình. Rồi tới rồi nè. Nhà này được 25 đô. Trời, bình tĩnh. Con ngựa này nó khùng điên. Anh thấy nó giống đa nhân cách. Bạn kia mình kéo dây, tới kéo về tới mission fail luôn á. Xong bị trừ một đống điểm danh dự luôn, danh dự mình vẫn còn đang hơi cao chút xíu. Ê, được 400 mấy đô, bán cục vàng nữa là 900 mấy đô. Dạ. Rồi tới đồn. We're coming up on the jailhouse. Anything else you want to try on me? Just get me there. You're no fun at all. I'm afraid I ain't. Anh cảnh sát trưởng. Giao tranh nữ sát thủ. Yeah, we did. Put her in the cell, won't you? I protest my innocence. I protest. My innocence. She might be a little shaken up. She lost another feller out by the falls. Poor dear. They just got a habit of dying around you, don't they, Mrs. Swan? I hope you'll be comfortable, miss. Kiểu như là ai quen nhà đó mà lâu lâu nó lên cơn thì nó rút dao ra đâm chết anh kia. Rồi tiền thưởng. Đây cuốn sách nó chết, nó chớp chớp rồi các bạn. The Black Widow herself. This town's so starved of women,
I'm sure she could find herself a husband yet. À, tao báo tù. Cowboys for you. Mở xem thử. Indeed. Tờ báo tù nhân tội phạm Valentine, tên Lester, trộm cắp, trộm nhà, tội ác, vagrancy chưa dịch nè. Giết người, trộm cắp. Này là giết người luôn. À, cái này chỉ là một cái sổ viết về của mấy cái thằng mà bị tội này kia trong cái thị trấn Valentine này thôi. So it seems this town's got more pressing problems than outlaws. Gonna take some time off posting bounties. Rồi, đi, nhiệm vụ. À, giờ này khuya không ai bán da hết trơn á. Quán rượu, chuồng ngựa. Giờ mình phi về nhà của mình, nhiệm vụ đây nè. Nhiệm vụ của John Marston. Hiện tại mình chỉ có đúng một nhiệm vụ nữa các bạn. Không một nhiệm vụ mới luôn. Phải sau nhiệm vụ này mới sẽ có nhiệm vụ mới. Áp phích tiền thưởng. Cái này hình như không phải người ta đâu mà mình á. Nến. Hả, anh đâu có nhìn, anh đâu có nói gì vụ nến đâu. Ừ, 19. Chỗ hồi nãy cục bạc, chỗ nào? Chỗ của mấy hai đứa này hả? Sao có cục vàng được? Ừ, đi ngủ nữa chứ ha. Ôi trời đẹp quá à. Thôi tắm tiền lâu lắm các bạn, nãy giờ chơi đi tìm ngựa đã tốn thời gian lắm rồi. Giờ mình dựng cái trại để mình ngủ. Hôm khác tắm. Ngủ thôi. Sáng 5 giờ, trưa 11 giờ. 5 giờ sáng đi. Bán da là bán ở cái chỗ nào xịn xịn với cái chỗ ông kia chứ là bán thịt thôi mà. Cái ông có cái hình cây dao á. Thôi mấy con chú tiết đó đâu phải đâu các bạn. Mình lấy trên kia mới thì đồ kéo xe đồ tùm lum hết trơn. Yếu đuối lắm rồi. Thuốc xăng à. Mấy giờ đông lầy nó không cần đi xăng thì phải cho nhanh, cá sấu nó theo. Ok. Rồi. Con lô quăng cái đã. Bán da đâu các bạn? Giờ đó giờ mình chưa đi bán da luôn á. Thường da mình để mình out game rồi mình vô lại nó mất tiêu à. Con ngựa Lulu của mình hiện tại là cái độ thân thiết của mình ở level 4 là cao nhất rồi nha các bạn, nó không có còn lên được nữa. Còn con Ki thì sao? Con này đang ok, full máu. Hello boy. Chó này cũng được. Bắt cứu được 25 đô. Làm da được 60 bỏ lên bỏ xuống. Icon hình hàm răng thú. Hình như cái đó mình chưa có mở. Chưa bao giờ mở luôn. Này là người bán thịt thôi à. Thương nhân chợ đen, hớt tóc, tiệm súng, chậm thư, tử thi. Hết rồi. Chưa mở luôn các bạn. Chưa mở cái chỗ kia luôn. Chỉ có người bán thịt thôi à. Một lục này đâu có đâu. Albert Mason. Cái thằng này là thằng cha chụp hình nè. Này nhiệm vụ này bao nhiêu nữa đây. Ông này nhiệm vụ nhiều lắm luôn á. Ông đó đi chụp hình giúp ổng á. Không có rồi nha các bạn. Chưa, chắc là chưa mở khóa hay là mình chưa tìm ra. Cho thợ săn thì ổng đâu có mua cái da này đâu. Để mình vô mình thử xem. Con kia ngồi yên. À, xe lửa nó chặn đường rồi. Thôi đem về cất đi, hôm sau cất được, cất trong tủ của mình được. Chỗ săn thú. Săn thú hình như là mình nhớ trước nó đâu đây đúng không? Hình như trước nó đâu đây nè. Có rồi, anh mua súng rồi. Ở cái live trước anh mua súng rồi, mua súng rồi trơn rồi. Hiện tại là đang cầm một cây Cattleman với là một cây Scorpio. Scorpio này của thằng kia lụm. Lúc đầu tính là hai cây Cattleman nhưng mà cái live trước mua xong rồi vứt ra lụm cái cây Scorpio. Yeah.
Mình tìm mấy con thú huyền thoại này hơi sớm. Không, mình cất cái gia thú này vào được. Như là cất vô trong cái chỗ rương của mình á. Chứ không lại chất lên ngựa ta. Chắc là vậy quá. Good morning. Tại vì mở map á, nó sẽ có nhiều cái mới lắm các bạn. Lâu lâu đi mở map gặp này gặp kia nhiều cái mới lắm. Mà nhiều lúc mình muốn cho các bạn xem á. Ồ, không cất vô đây được hả? Rồi. Mình tưởng nó cất vô đây được chứ. Chúng nó bỏ xuống rồi chứ không cất được. Khi mình ngồi yên cái kí. Stay here, boy. Hơi bị ngoan nghe các bạn. Rồi vậy là mình không cất vô được, mình chỉ cất súng với lại cất quần áo này kia vô cái chỗ của mình được thôi à. Vậy là mình chỉ cất lên ngựa thôi. Mà cất lên ngựa đi làm nhiệm vụ biết nó có mất không nữa. Nè, rõ ràng một đống đồ thì mình chất lên thôi chứ không được, nó không cho. Hai cái sườn nhìn đã quá. Lấy giờ nguyên góp cho ông kia. Chắc lên đi tính gì tính. Gặp nhiệm vụ mà nó kêu chở người này thôi chịu. Để lưu game lại. Xóa này đi. Đúng rồi. Lại phí thêm một đồ vật hiện thoại rồi nhưng mà chịu thôi. Đợt trước là bị da gấu hiện thoại. Còn bây giờ là... Ý cầu vòng kìa. Double cầu vòng luôn. Đây, làm nhiệm vụ. Săn thú, giờ phải đi mở map nữa hả? Tại vì thường thường là mình muốn mình làm tới đâu là mình cho các bạn xem tới đó. Nó có những cái điểm nó mới nó lạ như chỗ Blackwater này cũng chưa vô nè. Mình chỉ dám đi vòng vòng khu này mình tìm mấy người giúp thôi. Cho nên là mình cũng không có muốn đi trước cho các bạn xem trước á. Hey Arthur. Rồi, kệ đi. Làm vụ. Chào John. What do you want? Uncle told me something about a train. Rồi là chiếc tàu nữa hả? Mary Beth overheard something. Mary Beth nghe được điều gì đó là một chiếc tàu có đầy người giàu có. Yes. Need help with it? I ain't even sure about doing it. Come on. At night, not too guarded, it's perfect. Cướp ban đêm không có canh gác nhiều hả? Stopping a train, pain in the ass. Chặn một đoàn tàu rất là khó chịu. Đúng rồi. We could force a train to stop. Well, of course. We get a wagon. Chào bạn NH Official đến với nền fan club nha. Put it on the tracks. They see it. They know they either have to stop or die. Ain't no train driver wants to be cooked alive. Ờ, nó đang bàn kế hoạch là nó kêu là nó tìm một cái con xe chở dầu nó dừng ngay trước cái đường ray. Khi mà tàu nó tới thì nó sẽ dừng lại, bắt buộc phải dừng lại không thể nào đi được. Chứ nếu mà lũi vô là cháy, chết cháy luôn. Bình thường mấy này là nó chỉ là dùng kích thước nổ, thuốc nổ nó kích hoạt nó nổ thôi. So we doing it? Yeah, we're gonna need ammunition. Cần đạn, cần súng. And some dynamite. Ít thuốc nổ để mở con tàu ra. Get the supplies. Gotta head into town for Abigail anyway. Don't even ask. You go find us an oil wagon. Tìm một chiếc xe chở dầu. There's an old rundown shack just over the border, north of a place called Dewberry Creek. Leave it hidden somewhere near there. Rồi, ok. Nhiệm vụ của mình là mình đi tìm một con xe chở dầu. Nhiệm vụ của thằng này thì nó sẽ là đi tìm súng đạn đồ này kia. Ok, cho nó ngồi đó luôn đi. Cho nó sám hối tội lỗi của nó. Ủa mà tính ra bình thường mình nghĩ là những cái phi vụ lớn lớn là do thằng Đất nó quản lý. Nhưng mà rồi này nó không phải à, đi thôi. Chào baby đối với NRF Fan Club thêm một lần nữa. Tại người quen không. Xe ngựa nó ở đây. Xe chở dầu Cornwall. Ờ, và mình có nhiệm vụ của thằng Mikabel ở đây, ở gần Strawberry. Có chứ. Có chở dầu chứ.
Cái line này mai mình sẽ cắt lại cái phần đi tìm con ngựa trắng nha các bạn, để đỡ tốn thời gian á. À, bán vàng thì thằng Simic có bán, anh chưa có bán nó thôi. Mà giờ có cái da thì phải cổng cái da theo, hơi nặng con lù xíu. Kêu gọi gì kêu mà không cho xu đâu. Ok, chúc các bạn ngủ ngon. Này đi đường nhiều lúc mình gặp này kia mình cũng hay giúp người. Thành ra là nhiều lúc nó có nhiều cái qua cái chỗ mới á các bạn. Muốn cho các bạn xem. Chứ nếu mà đi mở map trước thì mình dành ra mấy tiếng đồng hồ mình đi mở là được thôi. Chỗ bán vàng anh có rồi. Anh có chợ đen rồi mà. Nè, thương nhân chợ đen ở bên... đâu ta? Đây nè, thương nhân chợ đen nè. Ô, con Kỳ đi theo cái nó đỡ. Hay là có thể nào do hôm nay mình đi mình dắt cái con Kỳ nên là nó sủ ôm sùm rồi con ngựa trắng nó không ra không ta? Đây là một cái nhà máy cái này gọi là nhà máy lọc dầu hay là nhà máy sản xuất dầu ta, khai thác dầu chứ. Nghe tiếng nó đã các bạn. Rồi, có người canh gác ha. Nếu mà mình mình cần cứu cái xe dầu bên trong đó hả? Cứ ban đêm coi một xe ở đây, xe đây canh gác căng quá, hai thằng hai bên luôn, mong cửa hai thằng kìa. Dưới này thì sao? Dưới này là cái xe ngay trước mặt mình nè các bạn. Dưới này nó dễ hơn nè, dưới này mình nhảy vô luôn. Sao là chớp cái xe này ta? Dưới này có vẻ đỡ hơn, mình sẽ la nhảy từ bên này qua mình lên mình phóng đi luôn. Đỡ giết mấy kia. Rồi bây giờ cái da bò nằm đây nha, mày đừng có đi nha. Đeo khẩu trang vô. Đây, cái thùng xe ngựa mà mình cần trộm là chiếc bên này hay chiếc bên này ta? Như cái chiếc này nè các bạn. Đây, chiếc này mới đúng nè. Không biết chiếc nào nữa. Bây giờ nó để có hai con xe ở đây nhưng mà chỉ có đúng một cái hình trên này. Chắc là một trong hai đều được. Thì cái con này nó sẽ hợp lý hơn, tại vì mình phóng ra luôn, mấy con kia nó bắn thì mình chịu thôi. Còn đó là mình quất một chai rượu vô cho nó đột vàng vàng đâu ta. Thuốc bổ, thuốc lá nhai, dead eye, hồi máu, tăng cường một chút. Kẹo cao su, thể lực tăng cường. Rượu lậu, thuốc tăng lực tới mức 2 luôn các bạn. Mình dùng thuốc hồi máu đi. Cái này là hồi máu đúng không? Để dành sẵn thôi các bạn. Tăng cường lên cho nó trâu trâu xíu, lỡ mà có gì thì còn đỡ đỡ xíu. Ồ. Giờ 1 2 3 nhảy vô trước nha. Tính. Xe nào cũng được trơn á. Xe nào cũng được như nhau vô. Không phải xe bên này nó đúng hơn. Đi. Ô su. Trời. Khoan, hình như những cái tiếng chạy đóc bắt đầu đầy các bạn. Nó chạy dầu rồi. Đông vậy. Mình lỡ vậy mình bắn xuống một phát cho nó bắn tới công chuyện luôn á. Ôi, nó bắn trúng cái thùng dầu rồi. Cái cha quên kêu con ngựa đi theo nữa. Lo đi chậm quên. Ủa, nó còn được theo nó bắn nữa kìa. Bây giờ mấy ông chặn đường chết tôi đúng không? Bắn rồi. Wow. Oh.
mất da nó rồi. Ông mình không có ngờ cái vụ là nó bắn bể thùng dầu luôn á các bạn. Anh cái gì? Ê, vẫn còn da, hay quá. Rồi biết rồi, cắm đầu chạy luôn. Tại lúc nãy mình dừng lại mình tính gọi con ngựa của mình. Ôi vãi, nó bắn bể thùng dầu luôn. Chảy dầu nhưng mà nó chảy từ lúc bắn ra rồi. Để xíu hai cái nó đi chỗ khác cái đã. Giờ còn có con xe. Ấy nó thật quá hả? Nãy hai xe. Hay quá trời luôn, bay màu luôn, đỉnh không? Sao làm được vậy? Ai biết đâu, ai biết nó bắn nó nổ thật vậy đâu. Thấy có con kia nữa kìa. vẫn còn. Đồng hồ đi mình hút 6 con ngựa theo. Con kia nó phát hiện ra được mình không ta? Thằng kia nó quay mặt vô mình mới đi lấy được. Còn mấy thằng canh gác thì nó vẫn đứng nó canh thôi. Lên vô đi mấy anh. Đúng vậy. Cho đi. Út. Chưa giải dầu, nha, không bắn bể ơi. Bắn trúng bánh xe sau mình rồi các bạn. Ui, bắn trúng mình luôn chứ. Ê, chúng không chào tao nổi nha. Thế nên mấy này nó khùng á. Các bạn nhìn cái bánh xe của mình, nó có chảy dầu nè các bạn nhìn. Cái vết trên cái bánh xe ngựa của mình đó. Đạn nó còn sượt tới mình luôn nè. Không bắn là không được, không bắn nó được thì mình nó bắn mình chết. Nó ăn chay rồi. Ôi một lỗ luôn. Tới công chuyện chiến này rồi. Để mình tắt cái checkpoint ngay đây. Ơi, theo Lulu ơi. Em rồi đó các bạn, em rồi đó. Sao đâu, chảy ra miếng rồi. Chảy qua cái mức đó thì nó sẽ không chảy nữa. Nghiêng một hồi cái bánh xe mình nó rụng quá à. Nó bắn vô bánh xe mà nhìn bánh xe nó lắc nó đảo à. Đi đường upgrade nữa chứ. Cây ngựa mình tới rồi. Không có nổ nha. Nhẹ nhàng thôi, ok nhẹ nhàng thôi. Kiểu vừa đang đi bánh xe nó rớt thì sao ta. Hay quá ngựa ơi. Không, nó chỉ cần cái xe có cái chữ Conquer là cái xe dầu thôi chứ nó không có cần dầu bên trong đâu. Để nó kêu là nó chỉ cần chặn lại đường xe lửa thôi chứ nó không có làm nổ gì hết trơn á. Đậu kế cái nhà này quen đó nha. Ủa ở đây được chịu chưa? Không, các bạn nó phải kêu là phải dời qua chỗ kia. Đi. Các bạn. Các bạn thấy cái gì đang xảy ra ở đây không? Là xe ngựa mình nó đi hết nổi rồi đó ta. Các bạn coi nè, nó dấp. Ngựa. Đi mãi. Nó không chịu đi nữa. Tới đây nó kẹt, ngựa kéo bỉ. Nó không đi nữa rồi các bạn. Các bạn nhìn nè. Bây giờ không đi được làm sao đậu sát vô này. Đi hai đứa. Các bạn nghe tiếng của mình không? Dạ. Dấp. Dạ. Trời. Rồi dắt ngựa được không? Không dắt được. Giờ sao đây?
Thì mình bắn cái này cho nó nổ rồi cho nó respawn lại cái điểm của mình đi, rồi mình đi tiếp đi lại chứ sao giờ. Thấy không? Chứ giờ các bạn đâu có làm gì được đâu, nó bị lỗi con ngựa nó không đi được rồi. Và thế là hết. Ê, tính ra lửa nó mới xẹt ngang là mình chết cháy luôn á. Nó còn hơn cả hơn cả GTA 5 nữa. Dối lên, anh bắn thử luôn rồi. Ồ. Oh. Con hay quá, xe ngựa còn nguyên. Không biết là cái da trong con ngựa mà nó còn nguyên hay không thôi. Này như bình thường này lùi được nè các bạn. Mà đi tới chỗ kia rồi nó không đi được rồi. Tôi thấy cái gì đó, tôi thấy cái gì đó. Tôi thấy cái gì, ok vẫn còn, hay quá. Nhìn gì anh trai. Nó bị lỗi các bạn, tới đó nó bị bất game nè. Các bạn nhìn bây giờ xem mình nó brand new luôn nè các bạn. Không một lỗ đạn, không một cái bánh xe nó bị lệch cái gì luôn. Vô kia nó dính cái nó bớt cái dính con ngựa luôn, không đi được nguyên cái xe này luôn. Nhà hoang này đúng không? Thì từ đây xác xác vô. Nó mệt cái mày quá mày. Rồi, vậy mới chịu. À, mình thả cho mấy con ngựa đi. Rồi, xong rồi đó. Thả mấy ngựa đi hết rồi đó các bạn. Nhà này quen quá ta. Ô oh. Quá à hả. Cái đèn lồng của mình đâu rồi. Làm lồng đâu quên mất tiêu ta. À đây nè. Dưới nhà nó có một cái hầm luôn các bạn. Cái gì vậy? Không có gì hết trơn á. Rễ cây nữ lang. Lạ đấy. Nhà có một cái lỗ trong giữa nhà trốn ở dưới á. Rồi bây giờ mình sẽ đi nói với cái thằng John. Rồi, không biết sau này chắc là vác vô con ngựa này quá à. Kiểu vậy. John Marston. Đi. Còn cái da này thì bây giờ đi đâu cũng phải có nó thôi chứ sao giờ. Không thể rời xa nó được. Mình đang ở đâu đây? Ê, con chó nó lại ra nữa rồi. Chỗ này đi qua bên này bán. À đâu mà đang đây mà. Ê, đi bán vàng, đi bán vàng, đi bán vàng, đi bán vàng. Làm gì làm, đang rất là gần chỗ bán vàng các bạn. Bán trước đi, một vàng để em túi nó cũng nặng quá rồi. Dẹp cái lồng đèn vô đi. New Hanover tiền thưởng 56 đô. Ok, để mai mình tranh thủ mình like GTA 5. Tại vì mai hôm nay có GTA 5 rồi cho nên mình không có like GTA 5. Cái anh thương gia kia tôi tới, anh phải bán anh mua đồ tôi nha. Ông mà mua được cái da tôi thì tuyệt vời. Tí con chó nè các bạn. Nè, chó chăn cừu nè, được mình lấy nó đây nè. Hello cừu. Bán. Trời quá trời, vòng tay bằng vàng bán. Vòng cổ ngọc trai, đồng hồ bỏ túi vàng 10 đô một cái. Ui. Thắt lưng bịch kim 5 đô một cái. Thắt lưng vàng 3 đô. Đồng hồ bỏ túi bạc là 8 đô, vàng là 10 đô. Cà phê bán chi? Thẻ tay súng không, cái này để lại. Đồng hồ bỏ túi bịch kim 12 đô. Nhẫn cưới vàng 5 đô, 5 cái. Nhẫn bạc 3 đô. 3 cái. Ở đâu nhiều lắm các bạn. Rồi mấy cái này để lại. À, bông tai bạc mỗi đô con cái à. Đây thỏi vàng lớn 500 đô. Bông tai vàng 2 đô. Bông tai bịch kim 7 đô. Đắt lưng bạc 1 đô. Hết rồi. Quá trời luôn, 1.100 luôn các bạn. Ôi trời ơi, giàu quá đi. Giàu quá đi. Cảm ơn nhiều. Như cái già nó mua thôi. Bán một phát tiền không là tiền.
Giờ về đây. Trang sức có dùng chế tạo để lại. Hơi trễ rồi, mình bán hết trơn rồi. Chạy đi. Không em, đồ trang sức đó là đồ của mấy người đi nhờ đi ké này kia. Mỗi lần mà ta đi ké đi nhờ ta trả một cái nhẫn bạc á, nhiều lắm em. Từ 400 mấy đô lên hẳn 1.000 đô, quá giàu. Ở anh quên mua ha. Ok đi, không sao ghé. Tại vì like nó bị delay á các bạn. Chứ này có khó là có người. Đâu thời này mấy đô là cao lắm rồi. Tại thời này tính mấy cái đồ kia là tính bằng sen không mà. Đô là đã cao lắm rồi. Mình 1.000 đô chắc mình cũng được đại gia trong này rồi. Nó chỉ cực à, tính ra mà mình quên đi xe lửa cho nó lẹ ha. Từ đây mình ở cái chỗ mình nó chỉ là một cái làng thôi mà nó đâu có xe lửa đâu. Mới khi nào mình mới vô được một cái gọi là thị trấn lớn lớn mình đi xe lửa cho nó lẹ. Mỗi lần mình phóng về xa quá. Mình tải game web nào? Anh mua game trên Steam á. À không, nhầm, bên này là anh mua game bên Epic Game, tại vì Epic Game bữa nó giảm. Giảm giá cũng khá là tốt. Đúng rồi, thời này xưa. 1 đô thời này bây giờ cũng mắc lắm à. Thời này chưa qua đại lạm phát nên 1 đô giá trị lắm. Thời này tính bằng sen cơ mà. Cảm ơn Vũ nha. Không, nãy giờ quen rồi, nãy giờ có thằng Dép nó ngồi nó đánh trống nãy giờ cũng nhiều lắm rồi. Lượn qua. Rồi. Việc hóa thì anh tải ở trang Facebook là The Red Team mà các bạn lên search là The Red Team á. Ôi, thằng bé kìa. Sao mày ném đá thằng kia mày? Đi thẳng tới đây luôn. Không, Steam với Epic nó chỉ là một cái nền tảng để lấy game thôi. Còn việc hóa thì là bạn tải cái việc hóa riêng gì các bạn cài vô là xong mà. Việc hóa là của The Red Team miễn phí ha. Good. And you? Got everything we need. Good. I think we need another man. Charles. Còn thêm người nữa. I'll go get him. Meet us at the wagon when you can. Sure. See you, Arthur. Ain't that dumb. Xong cái phi vụ cướp xe lửa này là mình sẽ nghỉ. Rồi. Bây giờ mình có nhiệm vụ Abigail Robert. Ai đây? Như bây giờ thằng Mimi thằng cái không thằng này mấy, thằng John nó sẽ đi kiếm thêm người. Gì đây ông? Nó đi kiếm thêm người cho nên là mình chưa có làm được. Để qua cái nhiệm vụ Abigail này thử xem. Cái thanh niên Kieran từ lúc mà đi theo bên này xong rồi giờ ở đây bị người ta cứ chửi suốt à. Tại vì nó là bên tụi Risco á. Abigail. Anh nữ hả? Vụ gì? Can I ask you a favor? Tôi có thể nhìn một chút được không? Chắc là không rồi. Mình mới thấy nhiệm vụ nó ghi là dạy trẻ câu cá. Làm gì đó cùng với Jack được không? Cũng hơi buồn. Sao? Người hầu hả? Hầu gái? Bởi vì thằng bé nó quý anh. Và con cha nó vô dụng. Bởi vì có thằng cha. Rồi bây giờ mình kiếm gì đó làm cho thằng Jack nó vui. Thằng Jack là cái thằng nhóc lúc nãy các bạn. Thằng nhóc ném đá. Thay đồ mới. À quên, thay đồ mới. Đồ này nó cũ quá rồi. Biết nhận nhiệm vụ rồi nói cho thay đồ mới hay không nữa. Cái chỗ này chỗ của mình nè. Không được.
nâng cấp bản đồ trại. Nâng cấp là mình vào cái chỗ trại của mình nâng cấp đúng không? Hello. Đang làm gì thằng nhóc? Đang chơi. Vui không? Chắc là có. Đi câu cá. Ai đi câu cá? Các bạn đi câu cá. Đi câu cá. Đi không? Đóng góp công sức. Quý cái nó cầm cái ngựa đi vòng. Ok, đi thôi. Ok, ông Jose làm cho nó một cái gần câu cá rồi. Nghe tiếng nói, nghe mấy đứa nít nói nghe dễ thương các bạn. Cái cần câu cá nó để sẵn đó kìa. Lẹ đấy nha. Rồi lên đây cụ. Rồi có cái cần vô cho nhóc. Rồi chọc cho đít con ngựa. Rồi bế nó lên. Rồi theo nhiều bạn kêu mình là đi câu đúng không? Đi. Feeling better? I know you was a little sick. Oh, I'm fine. You're a brave kid. So, just like you. Coi như thằng nhóc này nó quý mình, cho nên là mẹ nó nhờ mình dắt nó đi vòng chơi, đi xuống dưới cái con suối này đi câu cá nè các bạn. Thằng cha nó hơi vô dụng cho nên là không có làm được gì hết trơn. Cái thùng tiền. À ok, để xong like đi mình đi tìm hiểu. Hình như mình cũng có đóng góp vào rồi. Mình nhớ mình đóng góp vô cuốn sổ mà. Còn thùng tiền thì mình chưa coi thử. Con nít này cho nó ngồi phía trước nha các bạn. Còn mấy người lớn thì cho nó phía sau ngồi. Bộ phẩm yêu cầu. Nhớ đưa cầm một sách Penny Dreadful. À, lâu mình lấy cuốn sách về cho thằng nhóc đó thôi. We'll see. Got fish to catch first. All right. This looks as good a spot as any. Where should we stand, Uncle Arthur? Down by the shore. Come on, follow me. Đây, đi bộ ra bờ sông để bắt đầu câu cá. Okay. Sắp rồi, đợi xíu đi. Nhìn nó nhóc nó có chút xíu, nhìn nó cưng quá. Cho nên đứng đầu đây, đứng đây. Rồi, đứng đây. Giữ tab, nhấn R để sử dụng vòng tròn vật phẩm. Rồi. Tới vòng chọn mồi, mồi câu cá, mồi phô mai, không có mồi, mồi bánh mì, mồi ngô. Càng thơm càng tốt. Thằng nhóc nó có mồi không vậy? Ở nó có luôn kìa. Rồi bây giờ đưa con câu ra phía sau vai. Rồi mình chọn cái vùng để mình quý. Đó giống vậy đó, mình làm y chang vậy là được. Chở đi cu, gì vậy? Mày làm tượng hả? Thằng bé nó bị gì vậy các bạn? Là game lag hay là mình lag vậy? Ê cu! Cu ơi! Cái cần nó giật giật rồi mình biết hả? Cô cái nó đứng nó bị đơ luôn rồi các bạn. Ủa rồi game ra đây nó bị lát hả ta? Thằng nhóc nó đứng lên luôn rồi. Các bạn nhìn nè. Ê cu. Cu. Mình ra đây mày làm tượng không mày? Tao đâu dắt mày ra đây mày làm tượng đâu. Giờ nó đứng vậy. Giờ nó đứng vậy rồi. Đó là nhiệm vụ đứng rồi các bạn. Thằng nhóc này nó phải phóng xuống tiếp thì mình mới làm được nhiệm vụ, mình mới câu cá được chứ. Thằng nhóc này nó đứng vậy luôn rồi.
bộ cái lưỡi cao lại móc xuống đất là gì vậy? Thiệt luôn á. Chắc móc vô quần rồi, nhỏ quê quá, nhỏ nói gì quá. Giờ nó đâu có giờ các bạn thấy nó đâu có làm nhiệm vụ được nữa đâu. Nó cứ vậy hoài à, nó cứ ừ là tính năng. Giờ sao? Giờ nó vậy luôn rồi đâu làm gì được giờ các bạn. Không rút súng nó được luôn. Không làm gì được luôn. Nè, có vật bạn nên bạn không thể ném cần. Nhóc bây giờ vậy mà lấy mình ra mình chui đây mình chết chết đuối rồi mình làm lại nhiệm vụ. Cu, mày phóng cái cần đi được không cu? Không bắn được các bạn, không lấy súng nó bắn được, mình đang cầm cái cần câu, không cất được luôn. À được rồi. Kìa, hết rồi. Nhóc nó bị bức. Giờ nó bức cái tay. Nó mệt mỏi. Nhóc à. Thằng Dách à. Giờ mày làm theo chú được không? Nó bị bức rồi. Giờ mình chỉ có dứt thằng này thôi. À. không bạn. Cái thằng nhóc này nó không có câu, nó không có chọi xuống được. Phải không? Nó phải chọi câu xuống chứ. Có bạn kia kêu mình câu chứ nó không có câu rồi, để mình thử nha. Ủa nó có bán mình biết khi nào cá cắn cầu không? Nó phải viên chủ. Xin lỗi vừa này bó tay không gỉ được. Chịu. Đúng, đáng lý ra là game bây giờ nó phải cho mình là cá cắn câu rồi để mình giật lên rồi, đúng không các bạn? Chứ đâu có thể nào game nó cho mình để lâu vậy được các bạn. Thấy không? Nè, anh câu dính cá đi. Giờ anh để đó nha, coi nào nó dính nha. 5, 10, 15, 20. Nó có cái gì đâu, không có gì, nó đớp vô cục mò vẫn còn nguyên nè. Game nó bị, game này nó bị bứt rồi, bứt cái chỗ này. Nè. Nó kéo căng rồi kìa các bạn nè, giờ mình thu dây nè. Đấy. Giờ nó như có vậy thôi à. Thôi để mình reset là nhiệm vụ, để coi nó có phải lỗi hay không. bây giờ mình nghĩ là mình đi ra khỏi vòng nhiệm vụ là chắc nó sẽ bị mày ra mày đừng theo tao mày. Cái tay nó còn dính cái cần kìa. Màn hình giật là cái cắn mà nó giờ bạn thấy đâu có cắn đâu đúng không? Nó không thèm cắn mình luôn. Nó chạy theo rồi. Nó bơi đây, đi lặn đây. Chú Ba Thơ đi đây, bye bye. Sao con sông này nó cạn dữ vậy bay. Ê nhóc, mình xuống đây bơi chú này nhóc. Phải động lại nhiệm vụ. À, tiến trình. Chọn. Anh đâu có cho reset nhiệm vụ, cho nào reset nhiệm vụ ta. Thấy chưa, tiếng câu hả? Nước giữa nó bị kỳ kỳ sao. Ô. Bị gì vậy? À, lội suối. Rồi bây giờ đợi nha. Theo như bạn kia nói là màn hình nó bị giật thì cá nó mới cắn câu. À, anh chọi gần lắm rồi đó. Không được nữa, để mình reset, bấm L để reset nhiệm vụ. Ok. Rõ ràng luôn. Không, cá nó chỉ có, bây giờ nó chỉ cho mỗi cái phô mai để thả xuống thôi à nè. Nãy giờ mình để im nè, nó không có giật. Cái cắn không? Cắn đi bay. Phô mai thơm lắm bay. Quay. Cái này là bug game chắc chắn 100%.
Ừ, anh nãy tới đổi đội mà anh chưa đổi được á. Rồi, điều tra lại checkpoint. Where should we stand on đây, đứng đây nè cu. Down by the shore. Come on, follow me. Còn nhóm nó có bị đơn hay không nha. Cái nào phô mai tại game nó cho mình lấy cục phô mai. Lúc nãy nó có phô mai mình cũng thấy kỳ kỳ lắm. First, we need some bait. Rồi, nè, mồi câu cá, mồi phô mai. Không có mồi, mồi bánh mì. Nó cho mình kêu chọn phô mai nè. Đó. Rồi, nhóm này cũng gắn giống mình luôn. Càng thơm càng tốt. Rồi bây giờ đưa cần câu ra phía sau. Nhóm này đứng hình nữa rồi. Nhóm này đứng hình nữa rồi. Nhóm là đứng hình rồi các bạn. Cứu. Cứu. Bạn Steam chơi bị cái này. Cứu. Rồi đợi tới khi nào nó mới giật màn hình. Việc sắp vì việc sắp nó đâu là việc sắp đâu liên quan đâu mà bất ta. Nhóc nó đứng hình nữa rồi. Đấy nên nó phải chọi giống mình chứ. Các bạn nó phải chọi chung với mình xong rồi một hôm phải giật lên cá. Đúng không? Tiếp rồi. Cứ cái tới đoạn này là nó bị đứng nè các bạn. Game nó bị khùng rồi. Nó đơ luôn mà, nhóm nó đơ luôn mà. Nó đơ cứ ngắt cũng cầm luôn. Chỉ có quần áo nó gió nó thổi thôi à. Cầm tới nó đơ luôn rồi. Nhưng mà vấn đề là bây giờ cá nó không đớp mồi luôn á các bạn. Nhấp chuột trái. Không. Rồi, chưa nào bằng đầu rồi. Này bây giờ mình chọn nhẹ rồi đó, mà bấm một cái một rất là nhẹ luôn rồi đó. Lại lần nữa nè. Cái gì vậy ta? Giờ mình thoát game vào lại thì thôi ốp luôn chứ rồi để anh thử làm chậm lại. Chứ thoát game vào lại nó vào lâu lắm các bạn. Mày làm ơn, làm phước. Giờ mày đứng bên kia đi cu, tao đứng bên này cho cu. Cu à, cu, mày đứng bên kia đi. You show me where, Uncle Arthur. Này đứng đây. Rồi đứng đó. You can't fish without a pole. Ừ đây cần đây. First, we need some bait. Are you bored of fishing off? Đây nè mày, chán đâu mà chán. Đây. I'm gonna use some cheese. Rồi mày gắn phô mai lên đi. The bellier the better. Now, cast your line. Swing the rod back over your shoulder and bring it forward in a smooth motion. Use your wrist, not your elbow. Mình là mình thấy cái gì đó rồi đó. Mình là mình thấy cái gì đó, mình thấy nó êm êm rồi, nó nghi nghi rồi. Cá nó bơi trước mặt mình luôn, hai con luôn kìa, tận hai con nó bơi luôn kìa. Đen hay đỏ rồi mình luôn. Ra sát nước thử đi hả? À, để... Các bạn thử đi, các bạn sợ thử đi. Để coi nó đúng thằng nhóc nó chọi cần không? Mình thấy là nó bị lỗi rồi đó. Giờ đấy vậy rồi nó đâu có làm gì nữa đâu. Nhóc này mà giấu đá ở đâu vậy hả? Nhóc chết tiệt này.
cắn đi mấy con cung. Thì hai con nó bơi bơi dưới mặt mình kìa. Sao chị? Sao mà đỡ được? Rồi giờ xuống gần hơn đúng không? Nó có chọi cần mà. Hả? Nó có chọi cần câu mà anh. Chọi đâu? Ở trong YouTube á. Ở YouTube nó có chọi đúng không? Nhưng ở đây nó bị đỡ đúng không? Anh quăng là nó quăng theo à. Đấy. À, xong rồi ông này còn phải nói chuyện tiếp nữa mà. Đó, nhưng mà đứa đợi nghe nó bị đỡ. Thiệt. Just by the water there? You mean? Giấu đồ ở đâu hả? Mày giấu đồ ở đâu? Xuống đây mày. Nhập ác. First. Ờ, rồi. Con mồi. I'm gonna use some cheese. Cheese? Smellier the better. Now, cast your line. Swing the rod back over your shoulder and bring it forward in a smooth motion. Use your wrist, not your elbow. Whee! Bất ngờ chưa? Bất ngờ chưa? Nói với bạn rồi, cái này là nó bất game rồi. Giờ để tới sáng cũng không thế nào mà nó... Thằng cu này nó đứng như cái tượng luôn nhá. Thấy không? Nó không có chỗ để cần đi được. Bất ngờ chưa? Giờ mình có cái cần đi nè. Giờ mình đứng đó mình làm tượng, mình lấy ngựa mình hủi nó thôi. Không cầu kiết gì hết trơn á. Ê thằng nhóc. Không lấy được. Không các bạn, không phải là từ từ, mình đang nói là rất là từ từ, cái đó đúng rồi đó. Tại vì khi mà các bạn chọi mà nó vừa nói là mình chọi xuống dưới luôn rồi, giờ đâu gì. Đây cô. Trong khi chịu trách nhiệm về chắc, bạn không thể sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Thôi, lỡ game rồi. Không có làm gì được nó hết trơn. Không bắn được luôn các bạn, cầm súng ở đây bắn không được luôn, thằng nhóc này đứng gần là không bắn được luôn nữa. Nói gì, không làm được gì hết trơn á. Lấy mình lấy đồ mình đấm nó một cái. Thôi các bạn chắc là offline, hẹn các bạn ngày mai đi. Bây giờ không làm được gì hết trơn á. Bớt game rồi, đây không phải là lỗi, đây là một tính năng.